ăn mặc hở hang phạm tội nghiệp đáng sợ. Phụ nữ thuộc về tính âm, âm thì phải ẩn. Trước hết, nó thể hiện về mặt trang phục. Trang phục của người phụ nữ nhất định không nên quá hở hang lộ liễu, tốt nhất là càng kín đáo càng tốt. Đàn ông đối ứng với trời, phụ nữ đối ứng với đất. Cổ nhân ví rằng, người phụ nữ ăn mặc hở hang không khác gì đất bị hoang mạc hóa, mà đất bị hoang mạc hóa thì sao có thể có cây sinh trưởng. Hôm nay, Tinh Hoa TV xin được chia sẻ với góc độ nhân quả nghiệp báo trong Phật giáo của một cư sĩ tu tại gia về việc ăn mặc hở hang của con người, bao gồm cả nam giới và phụ nữ. Những lời này có thể làm phật ý những người không tin, nhưng hy vọng những chia sẻ này phần nào có hữu ích cho bạn. Trong văn hóa truyền thống, người xưa rất coi trọng lễ tiết. Việc giữ vững lễ tiết được xem là điều rất quan trọng. Nếu con người không giữ vững lễ tiết sẽ phạm phải đại tội dưới địa ngục. Hiện nay, cùng với sự hội nhập, giao lưu kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, khiến nhiều thứ văn hóa đồi trụy tiến nhập và ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người. Những hình ảnh không lành mạnh xuất hiện khắp nơi trên các trang mạng xã hội, TV, báo chí, phim ảnh, biển hiệu, quảng cáo. Chúng dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng trong việc giữ vững tiêu chuẩn đạo đức và sự phát triển ổn định xã hội. Có người còn tán dương, khuếch trương những việc này mà không biết được hậu quả đằng sau. Chúng tôi mong rằng câu chuyện sau đây có thể giúp bạn sáng tỏ và tránh để bản thân mình trong vô minh mà chịu tội. Hằng ngày, tôi đi làm bằng tàu điện ngầm. Hôm đó, trong lúc đợi xe, thấy một tấm áp phích quảng cáo nội y, in hình một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang gợi dục. Tôi nhìn thấy một cậu thanh niên tầm chưa tới 20, đứng dán chặt mắt vào tấm hình. Cách ăn mặc khêu gợi trong áp phích đã khiến cậu động niệm dâm tà. Những cậu bé này tương lai sẽ là trụ cột quốc gia, đáng lẽ phải được học những điều ngay chính. Thế nhưng, những hình ảnh ô nhiễm này trưng bày khắp nơi, liên tục đập vào mắt khiến tâm rất dễ bị lôi cuốn, sa vào đường sai lầm, dẫn đến những hành động sai trái. Tôi lại nhìn vào bức hình quảng cáo kia, thấy cô gái trong hình nhan sắc yêu kiều quyến rũ, nhưng ăn mặc hở hang khơi gợi dục niệm trong lòng người. Thế thì tương lai cô sẽ phải lãnh quả báo như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, tôi dùng công năng thấy dưới tấm áp phích bỗng hiện cảnh tượng như thế này. Có một cái giường sắt, dưới giường lửa cháy hừng hực, cô gái trong hình quảng cáo này đang nằm trên đó, lưng bị đốt cháy bỏng. Bên cạnh cô gái có hai vị áo đen cao to, tay cầm dao sắc bén, ra sức rạch vào bụng cô gái. Lúc này, ruột, phân, nước tiểu, máu mủ hỗn độn trào hết ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không khỏi kinh hoàng, thầm nghĩ rằng đây há chẳng phải là hình phạt nam ôm cục đồng, nữ nằm giường sắt từng nghe đó sao? Quả thật, phạm tội tà dâm, khiêu dâm, kích dục phải chịu quả báo ở địa ngục mà. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được cô người mẫu quảng cáo nội y này hiện giờ đang trẻ trung xinh đẹp. Tuy nhiên, thân thể đang mắc rất nhiều bệnh, trong đó có chứng lậu, một căn bệnh phụ khoa nan y hiểm nghèo. Có thể đây là quả báo nơi dương gian của cô gái trước khi chịu quả báo dưới địa ngục. Trong đầu tôi vang lên những lời nói xác nhận cho việc này. Người phụ nữ này do tạo tội tà dâm, tất sẽ đọa địa ngục. Kể cả người chụp hình và ekip thiết kế in ấn cho ra những bức ảnh gợi dục kia, thảy đều sẽ lãnh quả báo đáng sợ. Phải đến người cuối cùng trên thế gian này, người từng thấy hình chụp kia rồi nổi tâm dâm mà đọa ác đạo, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, rồi từ tam ác đạo thoát ra khỏi luân hồi, trở lên tu hành đến không còn niệm dâm dục nữa, thì cô gái này cùng nhóm người có liên quan đến việc chụp ảnh, sản xuất hình kia mới có thể thoát khổ nơi địa ngục, ra khỏi ác đạo. Vạn ác tà dâm đứng đầu,
Tôi nghe mà thấy thật khủng khiếp. Quả là họa phúc không cửa, do người tự chiêu. Báo ứng thiện ác như bóng với hình, nhân quả báo ứng công bằng xưa nay, không sai lệch. Xin cảnh báo thế nhân, bất kể là nam hay nữ, đều không nên ăn mặc hở hang rồi chụp ảnh quảng cáo tự khoe lấy mình, phô diễn thân thể, quảng cáo ảnh đồi trụy hay diễn phim khơi gợi dâm dục. Nếu không muốn tạo ra nhân xấu địa ngục, mong bạn chú ý cách ăn mặc, cử chỉ nên cao quý, đứng đắn đoan trang, hành vi đừng cẩu thả phóng túng. Đừng chạy theo trào lưu khoe thân gợi cảm, đừng chỉ vì chút khen tụng mà quả báo chính mình phải chịu. Những người thích ăn mặc hở hang để quyến rũ nhãn quan ưa nhìn của người khác phái, thậm chí kích động họ khởi lên dâm niệm, thì quả báo do ác nghiệp này tạo ra rất đáng sợ. Không chỉ Phật giáo, Chúa Giê-xu cũng từng nói: các con nghe thấy có lời rằng bất khả gian dâm, chỉ là ta muốn nói cho các con biết, phàm mà thấy phụ nữ liền động niệm dâm dục, người này trong tâm đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi. Người phụ nữ hay nam giới ăn mặc hở hang, khởi niệm dâm dục của người khác phái lên, chính là đang khiến nam giới vô tình tạo tội nghiệp. Có người biện minh: chính người kia không biết giữ vững bản thân, không thể trách chúng tôi. Đúng là không thể hoàn toàn trách người phụ nữ hay đàn ông kia, nhưng họ là nguồn cơn, nên không thể chối tội. Người ta vẫn có câu, y phục xứng kỵ đức, quả thật không sai. Đạo đức suy đồi, trẻ em hư hỏng, tình trạng nạo phá thai, nạn hiếp dâm liên tục xuất hiện, đều từ những thứ này mà ra. Hậu quả gây ra cho xã hội lớn bao nhiêu thì quả báo cho những người tiếp tay cho tà dâm lan tràn sẽ lớn ngang như vậy. Trên đầu ba thước có thần linh, mong mọi người hãy phản tỉnh và suy xét từng hành vi của bản thân mình.